Năm Chiếc Bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Trên trang Facebook Công giáo Việt Nam chia sẻ một vụ việc đau lòng về một em nhỏ vừa mất là nạn nhân trong vụ phòng trọ bị đốt nhầm, bỏng nặng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cháu Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Cháu cùng bố mẹ là nạn nhân trong vụ phòng trọ bị đốt nhầm. Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ một phòng trọ bị phóng hỏa lúc rạng sáng khiến 3 người bị thương nặng. 3 người bị thương được xác định là ông Bùi Văn Ánh, 48 tuổi, trú khu phố 1, phường Tân Hòa, và Bùi Thị Nở, 43 tuổi, vợ ông Ánh, và con trai ông Ánh, 10 tuổi. Thông tin ban đầu cho hay, lúc 1 giờ 45 sáng cùng ngày, trong lúc gia đình ông Ánh đang ngủ, thì bất ngờ bị người lạ mặt đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh vội đến dập lửa, hỗ trợ cứu người khỏi đám cháy. Tuy nhiên, vụ cháy bất ngờ khiến vợ chồng ông Ánh và con trai bị bỏng nặng. 3 người được người dân đưa vào bệnh viện sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Sau đó, cả 3 người được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Thánh Tâm để cấp cứu. Do vết bỏng nặng nên ông Ánh và vợ đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục cấp cứu. Riêng cháu Hiền cũng đã chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Nhận được thông tin vụ việc, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tra, trích xuất camera và bước đầu đã xác định được nghi can gây ra vụ việc trên. Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến xóm trọ, người dân xung quanh không khỏi lo lắng, bất bình. Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh, 33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi hại người. Khai nhận với công an, Minh cho biết do xảy ra mâu thuẫn nên mang xăng đến để đốt phòng trọ của bạn gái. Tuy nhiên, Minh đã đốt nhầm sang phòng trọ của gia đình anh Nguyễn Văn Ánh ở cùng dãy trọ, khiến cả gia đình anh Ánh bị bỏng nặng. Không biết người yêu cũ đã dọn đi nơi khác, Minh phóng hỏa nhà trọ khiến gia đình ông Ánh bị thương nặng. Nghi phạm khai có quan hệ tình cảm với bạn gái cũ, từng ở cùng khu trọ với ông Ánh. Sau khi chia tay, Minh và bạn gái cũ xảy ra mâu thuẫn trên mạng và nam thanh niên từng dọa cả nhà người yêu cũ. Rạng sáng 23 tháng 4, Minh mang xăng đến khu nhà trọ người yêu cũ. Tuy nhiên, nghi phạm không biết bạn gái cũ đã dọn đến nơi khác, nghĩ nhà trọ mà ông Ánh đang thuê là nơi bạn gái cũ ở. Nghi phạm phóng hỏa khiến cả gia đình nạn nhân bị bỏng nặng. Sau khi gây án, đối tượng Minh lẩn trốn tại tỉnh Bạc Liêu. Như đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ 45 ngày 23 tháng 4, gia đình anh Nguyễn Văn Ánh, 48 tuổi, quê Thái Bình, đang ngủ ở phòng trọ tại khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, thì bị đổ xăng phóng hỏa. Ngọn lửa bùng lên, khiến anh Ánh cùng vợ và con trai 10 tuổi bị bỏng nặng. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa, rồi đưa cả gia đình anh Ánh đi cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.